Dạ, xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là Bonsai Mini TNCT nha. Thì hiện tại là vườn con đang đóng hàng gửi cho khách đó cô chú anh chị. Thì sẵn đây con quay lên giới thiệu cho cô chú mình một số cây mini mà bên vườn con đang giao lưu ha. Đầu tiên là những cây dạng liên tùng. Dạng liên tùng thì cây cao khoảng chừng 1 mét, mét 2, mét 3 như thế này. Thì bên vườn con đang giao lưu với giá là 135 ngàn một cây, dạng liên tùng ha. Còn loại nhỏ chi cành nhiều như thế này, chiều cao khoảng chừng 30 cm thì bên vườn con đang giao lưu với giá là 72.000 một cây đó. Rồi mấy cây da nhật về ghép đá để hồ cá này kia đồ nè là 45.000 cây da nhật ha. Còn mấy cây này con đang đóng gửi cho khách, đây là cây linh sam hạt gạo Tân Phú, thì dạng này là quấn thân để cắt tỉa phong đàn mini chơi vậy đó. Nói chung là khi nào mà ấm tàn thì thay chậu lại thôi, 50.000 một cây. Loại hạt gạo quấn thân như thế này đó. Hạt gạo quấn thân thì về cô chú mình sửa được nha. Còn linh sam 86 mà dạng mini cũng ghép tiêu cảnh là bonsai nhỏ nhỏ thì bên vườn đang giao lưu với giá là 24.000 một cây. Còn đây là hồng ngọc mai dạng mini như thế này, cũng cắt tỉa chìa cô chú mình cắt tỉa đồ thêm thì nó mới đẹp, 45.000 cây nó hồng ngọc mai ha. Cần cô chú mình về cắt tỉa và nuôi dưỡng đồ thêm, nói chung là tự tay cô chú mình tạo tác cho một cây bonsai mini chơi á. Nó bên vườn con chỉ bán cây như thế này thôi, về cô chú mình nuôi dưỡng đồ thêm ha. Còn những cây này là những cây nguyệt quế mini, cũng cây nhỏ như thế này, chi cành cũng khá là ok, khá là ổn áp. Nó bên vườn con đang giao lưu là 45.000 một cây nguyệt quế như thế này. Tối quá ta, bắt đèn lên cái đã. Nó nguyệt quế là 45.000 một cây ha. Còn ở đây có mai chiến thủy nè, về cô chú mình quấn dán đổ dán bài ép chậu nhỏ nhỏ đồ chơi, 45.000 cây mai chiến thủy dạng nhỏ ha. Nó cây quấn thân dán bay sẵn vậy, về cô chú mình ép chậu đồ lại quấn dán đổ đồ sau này rất là đẹp, rất là ok, nhưng mà cũng cần cô chú mình tự tạo dáng này kia đồ thêm nha. Đó. Chỉ là quấn cái cây sẵn vậy thôi, mini nhỏ xíu vậy thôi. Cây bự thì ở thị trường bán nhiều, còn những cây nhỏ nhỏ như thế này để làm mini á thì cũng khá là ít. Đó. Thì vườn con làm sẵn như thế này thì về cô chú mình chỉ cần sửa lại thôi ha, lọc chi đồ lại, chi nhánh nó quá trời nhiều rồi nè. 45.000 một cây mai chứng thủy. Còn sam trái thì cũng y gan vậy luôn, quấn cái thân quái dán bay sẵn rồi nó vậy đó. Thì để về cho cô chú mình sửa dán đổ, giá cũng 45.000 một cây sam trái luôn. Còn sam trái mà dạng phôi vườn con quấn thân sẵn gì rồi, giá chỉ có 70.000 cây thôi, về cô chú mình sửa thêm. Nói chung là cây gốc phôi bự mà có 70 thôi nha, còn cây nhỏ xíu gì thì 45, nhưng mà tùy theo mục đích của cô chú mình chơi cây nhỏ hay cây lớn, chứ không phải là giá nhỏ xíu mà giá cao nha cô chú anh chị, trồng rất là cực đó. Nói chung là chăm ở trong chậu, ép cái chậu nhỏ xíu gì vậy lâu lớn, còn cây này á, thì để trong chậu và để lên mặt đất cho nên nó ăn xuống mặt đất cây nó mau lớn, cho nên mới giá có 70.000 mà cây bự chà bá như thế này đó. Còn cây phôi siêu hoa nè cũng 70.000 luôn, rất là bự ha. Thì tùy theo cây thôi nha cô chú anh chị, chứ không phải là cây nào giá nó cũng cao đâu. Còn hồng ngọc mai này thì 115.000, về cho cô chú mình ghép đá chiều cao khoảng chừng 20 cm bộ rễ á. Còn cây này là 165.000 một cây hồng ngọc mai ha, nó cũng chiều cao bộ rễ nơm cao này kia đồ luôn. Cây này thì trồng tươi tốt rồi, cây đang cho hoa, nó về cô chú mình chăm sóc này kia đồ thêm mình đợt cho đợi đợt hoa lần sau thôi, nó 165.000 một cây. Rồi cảm ơn cô chú mình đã xem nha, ưng cái dạng mini nào thì cứ liên hệ vườn con.